Xin chào. Cho tôi hỏi, các ông nghĩ độ hòa hợp trong mối quan hệ giữa mình và cô ấy là do yếu tố nào quyết định? Chà, tất nhiên là phải rất ăn ý trong chuyện tình bóng bầu dục rồi phải không nào? Thế mới nói, tình yêu lục đục, tình bóng bầu dục làm hòa chính là như vậy đấy. Ấy thế nhưng lại có một cách vô cùng đơn giản, sẽ tiết lộ cho anh em biết chính xác mức độ hòa hợp của mình và gấu chỉ trong nửa nốt nhạc. Khó tin lắm phải không? Dù vậy, thông tin về nhóm máu của mỗi người chúng ta lại thực sự sở hữu siêu năng lực lợi hại này đấy. Không chỉ vậy, cách này còn cung cấp cho các chiến hữu biết tất tần tật về đặc điểm tính cách cũng như những ước ao khát khao mà các nàng luôn giấu kín trong tim nữa đó nha. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không cùng chất xám tìm hiểu trong video ngay sau đây nhở? Bật mí là bài test độ hòa hợp sẽ xuất hiện ở cuối link 8 phút video ngày hôm nay. Anh em đừng bỏ lỡ nhá. Giờ thì let's go! 1. Nhóm máu A. Nếu nhóm máu chảy trong người nàng thơ của các ông mang chữ cái đứng đầu trong bảng nhóm máu A thì xin chúc mừng nhé, cô ấy sẽ sở hữu rất nhiều đức tính đáng quý. Thử ngẫm lại mà xem, dù rất thông minh và nhạy bén, nhưng nàng lại chẳng bao giờ lên mặt tỏ ra trên cơ người khác mà luôn luôn né tránh những cuộc cãi vã tào lao phải không nào. Còn trong chuyện yêu đương, họ thực sự là một đối tác tuyệt vời trong khoản im lặng là vàng, chẳng cần bô vẫn nhấp nhô từng nhịp đấy nhé. Yên tâm đi, các ông sẽ không bao giờ bị tra khảo bởi những câu hỏi kiểu như tại sao anh lại chậm chạp như vậy, hay là tại sao anh lại làm cái kiểu kỳ lạ đó. Trái lại, cô ấy luôn rất kiên nhẫn và sở hữu tinh thần hợp tác hiếm có. Tất nhiên là các ông cũng đừng cậy vào điều này mà hành hạ con người ta quá mức đấy nhá. Còn run xèo lắm cũng quan, cơn thị nộ của những người thuộc nhóm máu A thực sự dữ dội ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai đó nha. Còn nếu bạn là nữ và đang hẹn hò với một chàng trai nhóm máu A thì hãy khắc cốt ghi tâm điều này. Đừng tỏ ra xuê xoa trước mặt anh ấy dù là trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa. Bởi lẽ, tuýp con gái này thật sự rất ghét sự bừa bộn và gần như ám ảnh chuyện bị đặt mọi thứ sai quy định. Không tin thì cứ thử xuất hiện trước mặt anh người yêu với chiếc quai áo bị trễ nải cho mà xem. Nói ra thì thật khó tin, nhưng chàng ta sẽ ngay lập tức nhíu mày và chỉnh chúng lại cho thật cân xứng. Ngay cả chuyện ấy cũng cần thực hiện sao cho đúng quy định. Trước khi quyết định thử một tư thế mới, tin tôi đi, anh yêu của nàng đã phải nghiên cứu kỹ càng trước đó cả tháng trời, đảm bảo khi đã làm là trăm phát trăm trúng, bởi anh ấy ngay từ khi sinh ra đã rất ghét những gì không chính xác rồi. 2. Nhóm máu B. Một cô nàng nhóm máu B chắc chắn sẽ là mẫu con gái lý tưởng trong mắt nhiều chàng trai bởi sự ân cần và chu đáo hiếm thấy. Dù vậy, đừng ngạc nhiên nếu vào một ngày đẹp trời, gấu của các ông đột nhiên quay ngoắt 180 độ, trở nên cứng đầu khó bảo nhé. Nguyên nhân là bởi lúc tạo ra nàng, thượng đế thấy đáng yêu quá mức nên đã bỏ thêm chút bướng bỉnh vào cho cân bằng. Ai ngờ lại quá tay mới đau các ông ạ. Thế nhưng, trừ những lúc khó ở ra, nàng nhất định sẽ khiến các ông chết mê chết mệt bởi sự chủ động lè vờ mắc trong chuyện đó. Có ai mà không muốn được gấu yêu chiều như vậy phải không nào? Thế nên, mọi quyết định của nàng cứ thế đều sẽ được các ông để gió cuốn đi. Dù vậy, đừng chiều quá kẻo nàng sinh hư đó nha. Về phần đấng mày râu, anh người yêu nhóm B của bạn đích thị là tuýp con trai vô cùng mạnh mẽ và hướng ngoại. Thôi nào, đừng giấu tôi, điều này thể hiện rất rõ ràng trong cái cách anh ấy giã gạo phải không nào? Chỉ mạnh mẽ thôi là chưa đủ, nếu được chọn một từ để miêu tả phong cách của các nam nhân nhóm này trong chuyện đó thì nhất định sẽ là hoàng dã. Nghe thật là hấp dẫn phải không? Thế nhưng nàng cũng cần chuẩn bị tinh thần trước những nhược điểm không hề nhỏ mà anh ấy sở hữu nhé. Một trong số đó chính là bản tính độc đoán và có phần hơi gia trưởng đấy. 3. Nhóm máu AB. Cái tên nói lên tất cả. Những người thuộc nhóm máu AB sẽ mang những đặc điểm pha trộn giữa hai nhóm máu A và B. Nếu gấu của anh em cũng thuộc nhóm này thì đừng hỏi tại sao cô ấy thật phức tạp nữa nhé. Con gái vốn đã khó hiểu rồi, nhưng tâm lý con gái nhóm máu AB còn rối ren hơn thế gấp nhiều lần. Đừng ngạc nhiên, nếu mới vài phút trước đây nàng còn trao cho ông cái hôn ngọt ngào, vậy mà lát sau đã giận dỗi đùng đùng và block ông trên mọi mặt trận nhé. Dù sao tạo hóa cũng rất công bằng khi bù lại cho họ sự quyến rũ không phải dạng vừa đâu. Thú thật đi, ông luôn chẳng thể rời mắt khỏi em người yêu mỗi khi có cơ hội gần gũi cô ấy, đúng chứ? Còn các chàng trai nhóm máu AB đích thị là phải nằm lòng tinh thần, trai hư không tốt mà trai tốt thì không vui mấy nàng ạ. Chẳng thế mà cứ 10 chàng bắc voi thì có đến một nửa trong số đó thuộc nhóm máu này rồi. Đùa chút thôi, đôi khi các chàng cũng oan ức lắm chứ,
Chẳng đùa đâu, số là từ khi sinh ra, họ đã luôn yêu thích những gì thú vị và mới lạ, thế nên cứ bị mảng tiếng vậy đó. Chiến hữu nào thuộc nhóm máu này thì mau mau vào mà trần tình với các nàng bên dưới comment nhé. Nhanh còn kịp à nha. 4. Nhóm máu O. Nếu anh người yêu các nàng là người hào phóng trong cuộc sống lẫn chi tiêu thì tin tôi đi, có đến 69,96% anh ấy thuộc nhóm máu O đấy nhá. Sự rộng lượng này thể hiện ngay ở việc nhóm máu O là nhóm máu có thể truyền cho tất cả các nhóm máu khác. Trong chuyện tình cảm, cả con trai lẫn con gái thuộc nhóm này đều là những nửa kia rất đáng tin cậy. Không ngoa khi nói rằng bạn rất dễ bị chiều hư bởi anh chàng người yêu nhóm máu O của mình. Và tất nhiên rồi, sẽ rất khó để có thể kiếm được người thứ hai ân cần và thấu hiểu nàng như vậy trong chuyện leo núi. Dù vậy, nhược điểm gần như duy nhất của anh ấy chính là khả năng quản lý thời gian. Chỉ sau vài cuộc hẹn, bạn sẽ cảm nhận rõ anh chàng rất hay cao su giờ giấc, và điều này đôi khi gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm hai bên. Về phía chị em, những cô nàng nhóm máu O này sẽ trao cho bạn tình yêu chân thành tuyệt đối. Họ không phải tuýp người ưa vật chất mà trái lại rất trọng tình cảm và sẽ không bao giờ lừa dối người yêu đâu. Tuy nhiên, nàng lại rất hay ghen và sẽ biến hình, trở nên cực kỳ hung dữ ngay tức khắc nếu phát hiện ra các ông dám tơ tưởng đến ai khác đấy nhá. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những đặc điểm tính cách thú vị của hai giới thông qua nhóm máu mà họ sở hữu rồi. Bây giờ mới đến phần hấp dẫn đây này. Anh em đoán xem, cặp đôi mang nhóm máu như thế nào sẽ lọt top danh sách đo độ hòa hợp ngày hôm nay? Không để các ông chờ lâu nữa, chất xám xin được phép bật mí ngay bây giờ. Top 1. A với O, cặp đôi hoàn hảo, tin tôi đi. Đây có lẽ là cặp đôi lý tưởng nhất trong các nhóm máu. Nếu như đàn ông nhóm máu O luôn được yêu mến bởi sự hài hước, năng động, mạnh mẽ và luôn sẵn sàng che chở, bảo vệ cho người mình yêu, thì cô nàng nhóm máu A lại sinh ra vốn đã mỏng manh yếu đuối, dễ bị tổn thương, cần được ai đó quan tâm và chăm sóc mỗi ngày. Sẽ không bao giờ là nói quá khi cho rằng sự kết hợp của hai nhóm máu A và O sẽ tạo nên một cặp đôi tâm đầu ý hợp khiến ai nấy đều phải ghen tị. Có cặp đôi nào AO ở đây không nhở? Ngại gì mà không lên tiếng hả đôi chim cu ơi? Top 2. B với O, thuận vợ thuận chồng, mưa dông cũng thành nắng ấm. Những cặp đôi nhóm máu B và O đều có chung một quan điểm sống, đó là độc lập, tôn trọng và hết lòng tin tưởng đối phương. Bởi vậy, dù đã chung sống dưới một mái nhà, nhưng họ luôn dành cho nhau những khoảng thời gian riêng tư để cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Bất ngờ hơn, nếu đo độ hoàn hảo trong chuyện đó thì họ còn vượt mặt cả cặp đôi thuộc nhóm máu A và O bởi sự ăn ý đáng kinh ngạc nữa cơ anh em ạ. Không chỉ vậy, trong cuộc sống thường ngày, người nhóm máu O luôn biết cách khen ngợi và cổ vũ những ưu điểm của người nhóm máu B. Tất cả giúp cho đời sống hôn nhân của họ lúc nào cũng hòa hợp và cực kỳ vui vẻ. Top 3. A và AB, trái dấu hút nhau. Thật ngạc nhiên khi hai người thuộc nhóm máu A và AB vốn có nhiều điểm khác biệt về tính cách, sở thích, lại có thể chung sống hòa hợp và lâu bền dưới một mái nhà. Lý do là bởi, tuy trái ngược về tính cách nhưng cả hai đều có suy nghĩ trưởng thành, biết chấp nhận con người của đối phương và tự điều chỉnh bản thân sao cho mối quan hệ được thoải mái nhất có thể. Cho tôi xin cánh tay của những cặp đôi lọt top hôm nay dưới phần bình luận nào. Anh em có suy nghĩ gì sau khi xem video này? Đừng quên comment bên dưới luôn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Chất Xám. Bye bye!